Chào mừng cả nhà đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Video mô phỏng thảm kịch tàu Titan thu hút hơn 12 triệu lượt xem. Video dài hơn 6 phút mô phỏng vụ tàu lặn Titan bị nghiền nát thu hút hơn 12 triệu lượt xem trong chưa đầy nửa tháng. Tài khoản iTelly hôm 1 tháng 7 đăng lên YouTube video dài hơn 6 phút mô phỏng quá trình tàu lặn Titan bị nghiền nát dưới đáy Đại Tây Dương hồi tháng 6. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhận về hơn 12 triệu lượt xem, hơn 61.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận tính tới ngày 15 tháng 7. Đội ngũ của iTelly lấy thông tin từ Google và trang web của OceanGate, công ty vận hành tàu lặn Titan, để dựng video. Nhóm sản xuất đã dành 12 giờ để dựng lại cảnh 3D mô phỏng quá trình tàu Titan bị nghiền nát. Video giải thích cho người xem quá trình tàu Titan bị co sập từ bên trong, khi con tàu chỉ áp suất gấp khoảng 400 lần so với áp suất khí quyển ở độ sâu 3.800m. Video mô phỏng nhấn vào thiết kế phần vỏ hình trụ làm bằng sợi carbon của tàu Titan, được coi là nguyên nhân khiến con tàu bị nghiền nát. Tàu Titan được thiết kế chủ yếu bằng sợi carbon thay vì vật liệu như thép và nhôm có tính chịu lực cao hơn của tàu lặn truyền thống. Đặng Nhật Minh, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trung tâm Thiết kế Bề mặt Vật liệu Cao cấp thuộc Hội đồng Nghiên cứu Australia ARC SIM, trụ sở tại Đại học Công nghệ Brisbane ở thành phố Melbourne, Australia cho biết công nghệ này trộn sợi carbon cùng keo resin để dán lên bề mặt vật liệu cần bao bọc. Quá trình dán phủ này được tạo ra từ từng lớp chồng lớp lên nhau, tương tự dán từng lớp giấy có phết sẵn keo. Do đó, cấu trúc thân tàu Titan sẽ không phải dạng tấm nguyên khối nguyên chất mà sẽ là dạng composite của sợi carbon với resin. Công ty OceanGate đã sử dụng tên gọi Carbon Free Composite, composite sợi carbon cho vật liệu này trong bản sáng chế được cấp năm 2021. Vì là sợi carbon, trong cấu trúc sợi carbon này sẽ có rất nhiều phản trống hiển vi mà keo resin không thể lấp đầy. OceanGate cho biết tỷ lệ trống là dưới 1%, nhưng con số này không được minh định cụ thể. Sự khác biệt giữa tỷ lệ phản trống 0,99% và 0,00000001% có thể ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ khung cấu trúc cũng như tốc độ vỡ vụn của vật liệu. Các chuyên gia đã thu hồi những phần thi thể được cho là của con người từ các mảnh vỡ được tìm thấy dưới đáy đại dương và đưa đến cảng Esterjon, Newfoundland, Canada. Lực lượng tuần duyên Mỹ và giới chức Canada đang điều tra nguyên nhân thảm kịch. Tin tiếp theo, Triều Tiên cảnh báo về những điều bất hạnh đang chờ Mỹ. Em gái Kim Jong-un cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt những điều bất hạnh nếu nước này không từ bỏ chính sách thù địch nhắm vào Triều Tiên. Cái giá Mỹ phải trả cho những động thái nhằm vào Triều Tiên không bao giờ nhẹ nhàng. Và tôi cũng không che giấu sự thật rằng những điều bất hạnh sẽ chờ đợi Mỹ. Kim Jong-un, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nói ngày 14 tháng 7 nhưng không nêu cụ thể. Bà Kim cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ đáp trả thoải mái hơn, cả về phương thức lẫn quy mô, với nỗ lực của Washington để tăng cường sự hiện diện các khí tài chiến lược tại bán đảo Triều Tiên. Bà tuyên bố Triều Tiên sẽ xây dựng biện pháp răn đe hạt nhân áp đảo nhất cho đến khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch. Em gái ông Kim Jong-un còn bày tỏ bất bình mạnh mẽ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 13 tháng 7 họp bàn về vụ phóng tên lửa Hoa Sơn 18 của Triều Tiên một ngày trước đó. Bà mô tả cuộc họp là bất công và định kiến, nói vụ phóng thể hiện quyền tự vệ của Bình Nhưỡng trước chính sách thù địch của Washington. Không có lý do để chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM mới của Triều Tiên, bà Kim cho biết. Hội đồng Bảo an ngày 13 tháng 7 nhóm họp theo đề nghị từ Mỹ cùng một số quốc gia sau khi Triều Tiên tuyên bố thử ICBM thế hệ mới Hoa Sơn 18, gọi đây là biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với các đối thủ. Đại diện Mỹ và chính quốc gia khác ra tuyên bố chung lên án vụ phóng. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cáo buộc Mỹ cùng đồng minh khiến tình hình bán đảo bất ổn. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song khẳng định Bình Nhưỡng phóng ICBM là đang thực hiện quyền tự vệ, nhằm răn đe những động thái quân sự nguy hiểm của các thế lực thù địch bảo vệ an ninh quốc gia. Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh gần đây liên tục leo thang. Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Mỹ và Nhật Bản. Triều Tiên sau đó tiến hành nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí thế hệ mới để đáp trả. Triều Tiên bị cấm thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Cơ quan này đã áp lệnh trừng phạt để đáp trả những lần thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng trước đó.
Bản tin thứ 3. Tướng Mỹ nói F-16 chưa phù hợp với Ukraine. Trung tướng phụ trách tác chiến của Mỹ cho rằng tiêm kích F-16 chưa phù hợp với Ukraine do Nga vẫn sở hữu năng lực phòng không áp đảo. Điều kiện chiến trường chắc chắn sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng tình hình hiện nay không phù hợp để triển khai tiêm kích F-16. Trung tướng Dogasim, phụ trách tác chiến tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nói trong cuộc gặp phóng viên hôm 14 tháng 7. Tướng Sim chỉ ra rằng quân đội Nga vẫn duy trì ưu thế áp đảo trên bầu trời so với lực lượng vũ trang Ukraine. Nga vẫn có năng lực không quân và phòng không đáng gờm. Số lượng tiêm kích F-16 được cung cấp sẽ không thích ứng với những gì đang diễn ra, dù tình hình có thể thay đổi trong tương lai, ông nói. Giới chuyên gia quân sự phương Tây cũng thừa nhận cán cân sức mạnh trên bầu trời Ukraine vẫn đang nghiêng về Nga. Ngay cả khi tiếp nhận tiêm kích F-16, không quân Ukraine cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với tiêm kích Su-35S. MiG-31 có khả năng phát hiện và phóng tên lửa diệt mục tiêu từ cách hơn 200 km. Lưới phòng không dày đặc dưới mặt đất của Nga, với nòng cốt là các hệ thống như S-400 và Buk-M3, cũng thể đánh chặn F-16 trước khi chúng tiếp cận được vị trí khai hỏa, hoặc buộc phi cơ Ukraine bay thấp để tránh bị phát hiện và hạn chế đáng kể tầm bắn của vũ khí mang theo. Giới chức Ukraine những tháng qua liên tục đề nghị phương Tây viện trợ tiêm kích tiên tiến, đặc biệt là mẫu F-16 do Mỹ sản xuất. Biên chế F-16 là sự nâng cấp đáng kể cho không quân Ukraine, vốn đang sử dụng những chiến đấu cơ từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, hàng loạt quan chức và chuyên gia phương Tây cho rằng hạ tầng tại Ukraine không đủ điều kiện để vận hành F-16, cũng như mẫu tiêm kích này khó mang lại ưu thế nổi bật hoặc thay đổi đáng kể cục diện chiến sự. Đan Mạch ngày 11 tháng 7 thông báo lập liên minh để huấn luyện phi công Ukraine lái F-16 bắt đầu từ tháng 8. Liên minh do Đan Mạch và Hà Lan dẫn đầu cùng các nước Bỉ, Canada, Luxembourg, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Anh và Thụy Điển. Nửa số quốc gia trong liên minh không biên chế F-16 và chưa nước nào công khai cam kết chuyển tiêm kích cho Kiev. Các quan chức Mỹ và châu Âu giấu tên hôm 14 tháng 7 cũng nói rằng Washington chưa phê chuẩn kế hoạch của các nước châu Âu nhằm huấn luyện phi công Ukraine vận hành F-16, dù Tổng thống Joe Biden hồi tháng 5 tuyên bố Mỹ ủng hộ chương trình này. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16 tháng 6 tuyên bố F-16 sẽ cháy rụi tại Ukraine giống như siêu tăng chủ lực Leopard 2. Ông cũng cảnh báo Ukraine về nguy cơ kéo NATO vào xung đột nếu triển khai tiêm kích ở lãnh thổ các nước thành viên liên minh lân cận. Bản tin thứ tư, Mỹ bắt kiến trúc sư bị nghi sát hại hàng loạt phụ nữ. Cảnh sát New York bắt Red Holmerman, kiến trúc sư 59 tuổi, với cáo buộc giết nhiều phụ nữ trên bãi biển Long Island hơn 10 năm trước. Rodney Harrison, cảnh sát hạt Suffolk, cho biết nghi phạm Red Holmerman bị bắt ở Manhattan tối 13 tháng 7. Holmerman hành nghề kiến trúc sư ở thành phố New York, như sống ở thị trấn gần bãi biển Gingo, đảo Long Island, nơi những thi thể đầu tiên được phát hiện vào năm 2010. Cảnh sát đã phong tỏa ngôi nhà này sau khi nghi phạm bị bắt. Giới chức cho hay, Herman bị bắt vì liên quan tới cái chết của ít nhất 4 phụ nữ sau khi thi thể của họ được tìm thấy dọc theo bãi biển Gingo năm 2010. Đây là những phụ nữ ngoài 20 tuổi, hành nghề mại dâm, được cho là nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt. Thi thể thứ 5 được tìm thấy năm 2011. Kể từ đó, 6 thi thể khác đã phát hiện trong khu vực, nhưng trước đó, cảnh sát không tin rằng tất cả vụ án này đều liên quan đến nhau. Nghi phạm hầu tòa cuối ngày 14 tháng 7 và không nhận tội. Howerman là chủ sở hữu của RH Consulting and Associates, công ty kiến trúc ở thành phố New York. Trong cuộc phỏng vấn cho một chương trình YouTube năm ngoái, Howerman mới sinh ra và lớn lên ở Long Island, làm việc ở Manhattan từ năm 1987. Ông này từng kết hôn 2 lần và có 2 con với người vợ sau. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất ở trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Bóng ma xinh đẹp của trại tập trung phát xít, Jenny Wanda Batman, lính canh trại tập trung phát xít ở Ba Lan, được khen ngợi là có ngoại hình xinh đẹp như khét tiếng về sự tàn ác. Jenny Wanda Batman sinh ngày 30 tháng 5 năm 1922 tại Hamburg, Đức, trải qua tuổi thơ bình thường như bao người khác trước khi chủ nghĩa phát xít nổi dậy.
Ngay trước khi Batman tròn 11 tuổi, Adolf Hitler trở thành thủ tướng Đức. Khi Batman tròn 16, nhà cửa, doanh nghiệp và giáo đường của người Do Thái trở thành mục tiêu tấn công trong cuộc tàn sát Kristallnacht đêm kính vỡ vào tháng 11 năm 1938. Không lâu sau, Hitler tấn công Ba Lan và Thế chiến thứ hai bắt đầu. Batman ban đầu hy vọng có thể tận dụng vẻ ngoài xinh đẹp để trở thành người mẫu, song chiến tranh kéo dài đã khiến Batman thay đổi suy nghĩ. Năm 1944, cô gái 21 tuổi khi đó quyết định trở thành Amserin, nữ lính canh tại trại tập trung Sunhot ở Pran, Ba Lan. Bảo tàng tưởng niệm Holocaust Mỹ cho biết trong suốt Thế chiến thứ hai, có tới hơn 100.000 người đã bị đưa tới Sunhot và khoảng 60.000 chết tại đó. Nhiều người chết vì bệnh dịch như sốt phát ban, song nhiều người khác bị lính canh đưa tới các phòng hơi ngạt hành huyết. Batman là một trong 3.700 nữ lính canh trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, với tổng số lính canh lên tới 55.000 người. Cô ta nhanh chóng được biết đến như một trong những người phụ nữ tàn bạo nhất của trại Sunhot. Batman không ngần ngại đánh đập tù nhân đến chết và thường xuyên đưa phụ nữ và trẻ em, những người không đủ sức làm việc, tới phòng hơi ngạt. Jenny Wanda Batman được đặc biệt danh là bóng ma xinh đẹp. Khi Batman trở thành cái tên gây đám ảnh ở Sunhot, Thế chiến thứ hai dần đến hồi kết. Tháng 4 năm 1945, Adolf Hitler tự sát tại Berlin. Một tháng sau, Đức đầu hàng. Batman chạy trốn khỏi Sunhot và trở thành một trong những tội phạm Đức Quốc xã bị truy nã gắt gao nhất. Cô ta đã lẩn trốn trong suốt 4 tháng trước khi bị bắt tại nhà ga Dahn ở Ba Lan. Trong quá trình thẩm vấn, Batman khẳng định luôn đối xử tốt với tù nhân Do Thái, thậm chí nói rằng từng cứu sống một số người. Tuy nhiên, hàng chục tù nhân sống sót ở Sunhot đã làm nhân chứng chống lại Batman trước tòa, mô tả sự tàn bạo mà cô ta đã gây ra. Ngay cả luật sư biện hộ cũng thừa nhận Batman có tội, nhưng lập luận rằng đó là do cô ta mắc bệnh tâm thần. Ông nói không ai tỉnh táo có thể làm những hành động bàn bạo như vậy ở tại tập trung Sunhot. Trong khi đó, Batman không có bất kỳ lời biện hộ nào trước tòa. Đối mặt với những cáo buộc giết người và hành động tàn bạo, cô ta chỉ đáp lại bằng nụ cười khinh miệt. Batman không cầu xin tha thứ, cũng không rơi nước mắt hay tỏ ra hối hận. Khi bị kết án tử, Jenny Wanda Batman nói cuộc sống thực sự là niềm vui lớn và niềm vui thường không kéo dài. Ngày 4 tháng 7 năm 1946, Jenny Wanda Batman và những tội phạm chiến tranh khác bị đưa tới đồi Bitzgrund để xử tử công khai bằng biện pháp treo cổ. Có tới 200.000 người đến theo dõi buổi hành quyết và họ thể hiện rõ sự căm ghét với Batman. Nữ lính canh chết ở tuổi 24. Vì lý do nhân đạo, giới chức sau đó ngừng tổ chức các buổi xử tử công khai. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong được nhiều khán giả hơn nữa ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nha. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Bye bye.